Hello nha anh em ơi, nên sắp lên cái xe chia xe còn rất là đẹp nha cả nhà. Xe phải bán giá 38 triệu ha. Xe này biển số An Giang. Giá này thì hồ sơ cả nhà đưa dịch vụ rút hoặc là bên em rút nhưng mà thêm phí nha. Rất là đẹp, màu đen nhám, đẹp. Chạy vỏ chưa thay 29. Thấy không? Vỏ còn dày lắm nha, rất ít đi tại bỏ vô kho ở đâu rồi dơ bụi nhện nó đông. Lốp đẹp ha, mặt sơn đẹp, không có nổ sơn, vỏ trước vỏ sau còn nguyên luôn, không có bị xe không có té ngã không có chạy chùa như nè. Cái chất xe là khá là ok. Xe này đi 19.000 thôi nha anh em, 38 triệu, rất là mới ha, không có lỗi gì hết, còn zin nguyên luôn, không có chế cháo gì hết. Này đề phải bóp dao, bóp dao mới đề này. Mọi thứ kỳ. Nè mày. Bóp thắng này. Tu ga ngang rất kinh khủng nha anh em. Xe chia ra anh em biết rồi đó. Cháy rất là lớn. Tại vì đi rất là lực nha anh em. Quá mạnh, rất là mạnh mẽ nha nè. Bụi đóng rồi, ở đây là bụi đóng lớp lớp rồi. Em về có ghế vệ sinh ra còn đẹp lắm nha nè. Đậu với cổng sên nó xét, sên nó về mình là lấy dầu ô đô đó, hoặc là xăng á, lấy chảy răng chà ra, chảy răng hoặc là chảy cước, chà ra cái đầu lau khô vô G7 lại ha, sạch sẽ. Khỏi có bị văng nhớt, giờ xài nhớt thì nó văng G7 rất mạnh mẽ nha, màu đen đen nguyên con luôn. Vậy đó, xe này thì không biết quay gì nữa, chung với chất xe còn khá là đẹp. Anh em nào đam mê quan tâm dòng này thì liên hệ với nhân viên bên em nhé, nhân viên bên em sẽ hỗ trợ hết mình. Rồi, xin cảm ơn anh em.